Hello anh em. Hôm trước vốn đã định làm rồi, nhưng vì bận quá nên không làm kịp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn chia sẻ với anh em đôi chút về một bộ phim mà mình mong đợi nhất trong năm nay, Foundation. Foundation được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Isaac Asimov, là một trong ba cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trong giới văn học khoa học viễn tưởng. Gần đây cơn sốt của bộ điện ảnh Dune vẫn chưa hạ nhiệt phải không nào? Có thể nói cuốn tiểu thuyết Dune là suối nguồn cho rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, thực ra Foundation còn ra đời sớm hơn 20 năm so với tiểu thuyết Dune ra đời vào năm 1965, và nó đã vẽ ra một thế giới mới rộng lớn cho người đọc. Nó cũng cuốn theo thế giới vũ trụ, phản ánh chiều sâu lịch sử của nhân loại. Ngoài ra còn có các thiết lập của con người tương tự như người đột biến. Không ít các nhà phê bình văn học lúc đó cũng đem Dune và Foundation đặt lên bàn cân để so sánh, thậm chí có người còn chỉ ra rằng Dune chính là thế giới được lấy cảm hứng từ tác phẩm Foundation. Ngay cả những tác phẩm như Dune cũng bị ảnh hưởng bởi tác phẩm Foundation. Cả hai tác phẩm đều được thiết lập thế giới quan rất phong phú và khám phá tương lai của nhân loại theo các hướng giả thuyết khác nhau. Foundation mang tính khoa học viễn tưởng hơn hẳn Dune. Ví dụ trong tiểu thuyết, Asimov đã tạo ra một thế giới vô cùng nghiêm ngặt, một hệ thống khoa học thống kê mới, còn được gọi là lịch sử tâm lý. Cốt truyện chú ý nhiều hơn đến sự phát triển của chuyện ngụ ngôn và suy nghĩ thăng trầm của loài người. Một số trò chơi chính trị bên trong tương đối thú vị, và đó cũng là nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết Foundation, dựa trên lịch sử suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã của Edward Gibbon. Do đó, đế chế thiên hà cơ bản cũng tương tự như lịch sử suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã. Asimov đã từng chia sẻ, đây không phải là hiểu biết của riêng tôi. Ông đã đùa vui tếu táo rằng mình đã đạo ít văn của cuốn lịch sử suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã, đem toàn bộ nội dung trong cuốn sách đặt vào trong tiểu thuyết. Bộ truyện Foundation cũng được xem là tác phẩm khó nhất khi được chuyển thể sang điện ảnh và truyền hình. Có điều đây không phải là lời nguyền của Dune, mà là câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này quá dài, có quá nhiều thứ phải phân tích. Nó được coi là tác phẩm lớn của đế chế Ngân Hà, tổng cộng có 15 cuốn sách và bộ truyện đã được viết trong gần 50 năm. Hơn nữa, trong đó cũng bao gồm một số câu chuyện mà những người bạn khác đã giúp Asimov viết. Ngay chính vào năm 1998, một số nhà làm phim đã có kế hoạch dựng Foundation thành phim. Nhưng vì câu chuyện này thực sự quá phức tạp, hơn nữa những chi tiết khoa học viễn tưởng bên trong cần phải có hiệu ứng vô cùng đặc biệt mới hoàn thành được, thế nên cuối cùng các nhà làm phim đã từ bỏ. Tuy nhiên, sau đó họ đã đầu tư quay trọn loạt phim Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn. Đó chính là một phần cốt lõi nhất của cả loạt hệ liệt 15 cuốn Đế Chế Ngân Hà, mà trong đó Foundation đã chiếm 7 cuốn. 7 cuốn này cũng được phân chia thời gian viết. Bộ 3 Foundation là nền tảng và đế chế. Nền tảng thứ hai là một trong số phần cốt lõi nhất. Đây chính là bộ 3 cuốn sách đầu tiên của bộ sách Foundation được chấp bút bởi Asimov, lần lượt là nền tảng và đế chế. Nền tảng thứ hai mà bộ phim mình nói đến hôm nay chính là Foundation. Nó chính là được bắt đầu từ bộ 3 Foundation này. Về cuốn tiểu thuyết nào sẽ được quay trong bộ phim này, thực ra chính người sáng tạo ra nó cũng không rõ, bởi các bộ phim truyền hình Mỹ đều phải xem phản ứng của thị trường, nhưng họ thật sự rất hài lòng về nó. Họ đã nghĩ đến chuyện nếu như loạt phim thành công thì nó sẽ là một kiệt tác khoa học viễn tưởng dài tập nhất với thời lượng 80 tập. Mình cũng hy vọng loạt phim Foundation sẽ được hoàn thành. Hiện tại đã có 10 tập trong mùa đầu tiên. Mình nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu đạo diễn làm rõ hơn nửa đầu của Foundation. Qua trailer, chúng ta cũng có thể thấy rằng khâu sản xuất của phim rất chỉnh chu. Trên thực tế, trước đó mình luôn tò mò về thủ đô của đế chế sẽ có hình dạng như thế nào, bởi Asimov cũng mô tả trong tiểu thuyết đó chỉ đơn giản là bản vẽ của công nghệ và nền văn minh của nhân loại, mà những hình ảnh thành phố trong trailer chính là thủ đô. Thì mình cảm thấy có chút tôn vinh đối với Metropolis. Những công trình kiến trúc Gothic này rất hoành tráng và đồ sộ, rất phù hợp với hào quang của thủ đô đầu tiên trong đế chế Ngân Hà. Trong trailer, chúng ta có thể thấy rất nhiều cảnh chiến tranh giữa các vì sao, ngây quỹ đang bùng cháy từng giây, và có rất nhiều cảnh đập phá tiền lớn. Thật vô nghĩa khi phân tích về phần trailer ở đây, bởi ngày 24 tháng 9 này, bộ phim đã lên sóng rồi và 3 tập sẽ được phát sóng cùng một lần. Nhưng đây không phải là quảng cáo nhé mọi người, vì mình không có ăn tiền của Apple TV đâu nha. Vậy thì tiểu thuyết Foundation rốt cuộc kể về câu chuyện gì và nó có thể hấp dẫn bạn không? Hãy cùng nhau bàn luận đôi chút nhé. Đầu tiên, vì sao lại gọi là bộ truyện Đế Chế Ngân Hà? Ý nghĩa của cái tên này chính là bối cảnh của câu chuyện. Nó xảy ra vào 12.000 năm sau khi Đế Chế Ngân Hà ra đời. Trong tương lai của con người, với sự trợ giúp của robot và trí tuệ nhân tạo, bắt đầu thuộc địa hóa các thiên hà trong dải Ngân Hà, hơn 25 triệu hành tinh trong dải Ngân Hà. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, con người gần như thống trị toàn bộ dải Ngân Hà. Phạm vi trải dài 100.000 năm ánh sáng và tạo thành đế chế thiên hà lớn nhất của nhân loại. Hành tinh thủ đô của đế chế Ngân Hà gần như được bao phủ bởi một lớp vỏ nhân tạo trên bề mặt của nó, với dân số lên tới 45 tỷ người. Nói tóm lại là rất phồn thịnh. Đây cũng là trung tâm của nền văn minh kinh tế, công nghệ, chính trị và văn hóa của đế chế Ngân Hà. Và ở nơi thủ đô có một nhà toán học nổi tiếng tên là Harry Seldon. Ông vẫn đang nghiên cứu một môn khoa học thống kê được gọi là tâm lý lịch sử. Nói một cách đơn giản, môn học này có thể sử dụng các công thức toán học chặt chẽ để suy luận ra tương lai nhân loại. Hơn nữa, không hề có sai số. Một ngày nọ, nghiên cứu của ông cuối cùng đã có kết quả đáng kinh ngạc. Mô hình toán học này dự đoán rằng đế chế Ngân Hà sẽ bị hủy diệt trong 300 năm nữa, xác suất phá hủy lên đến 92,5%.
sau sự hủy diệt của đế chế Ngân Hà, nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên đen tối kéo dài 30.000 năm cho đến khi đế chế Ngân Hà thứ hai trỗi dậy. Mà sự hủy diệt của đế chế Ngân Hà không thể cứu vãn, đó là một vận mệnh không thể thay đổi. Tin tức này vừa truyền ra đã làm chấn động cả giới chính trị. Một nhóm người bắt đầu chế nhạo Harry Seldon bởi đế chế Ngân Hà đang ở thời kỳ đỉnh cao và nó đã tồn tại hơn 12.000 năm. Sao có thể trong 300 năm nói tiêu hủy là tiêu hủy được? Nhưng nhiều người đã bắt đầu lo lắng, bởi nếu những gì ông phân tích là đúng thì toàn bộ đế chế Ngân Hà sẽ không thể mở rộng và phát triển trong một thời gian dài, công nghệ và văn minh cũng sẽ đình trệ. Vì vậy, ban lãnh đạo cấp cao đã quyết định chặn đứng tin tức này vì sợ gây ra hỗn loạn trong toàn bộ đế chế Ngân Hà. Harry Seldon đã đề xuất một giải pháp cho chuyện này, nếu đã không thể ngăn chặn sự sụp đổ của đế chế Ngân Hà, tuy nhiên có thể rút ngắn thời kỳ đen tối 30.000 năm, nhân loại vẫn có thể được giải cứu. Vì vậy, ông đã đề xuất dẫn dắt một nhóm các nhà khoa học. Đế viết một bộ bách khoa toàn thư về đế chế Ngân Hà, bao gồm tất cả các hệ thống kiến thức của toàn bộ đế chế. Sau khi đế chế Ngân Hà bị phá hủy, nó có thể bảo tồn ngọn lửa của công nghệ và văn minh của con người, rút ngắn đáng kể nền văn minh đen tối xuống 1.000 năm. Trong thiên niên kỷ này, một nền văn minh nhân loại mới sẽ được ra đời. Và người đứng đầu của đế chế Ngân Hà cuối cùng đã đồng ý với kế hoạch của ông, nhưng để không gây ra sự hoảng loạn không cần thiết cũng là để kiểm soát quyền lực và lý thuyết của Harry Seldon, ông sẽ dẫn theo 100.000 nhà khoa học của mình và được phái đến một hành tinh hoang vắng ở rìa đế chế Ngân Hà. Từ phần trailer chúng ta có thể thấy rằng những người cai trị đế chế Ngân Hà coi Harry Seldon là một mối đe dọa. Bộ phim dường như củng cố thêm mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và Harry Seldon và coi các nhà khoa học theo chân ông như một phần tử bị lưu đày. Sau đó, ông đã cùng các nhà khoa học này định cư trên hành tinh đó và đặt căn cứ ở đây. Đây cũng chính là nơi ông chấp bút viết lên cuốn bách khoa toàn thư về đế chế Ngân Hà, nhưng tiếc thay ông đã qua đời ngay sau khi đến hành tinh này. Trước khi qua đời, ông đã để lại một vài tòa nhà do mình kiến tạo nên và cũng coi như là đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tương lai, nhưng các thế hệ sau phải tuân theo yêu cầu về thời gian của ông để mở ra lời tiên tri và kế hoạch bí mật tiếp theo. Lần mở cửa tòa nhà đầu tiên sẽ là 50 năm sau kể từ bây giờ, và 50 năm sau, hành tinh này sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Harry sẽ xuất hiện dưới dạng hình ảnh ba chiều. Ông sẽ dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng của hành tinh và đưa ra giải pháp. Đồng thời ông sẽ đưa ra một bí mật động trời về đế chế Ngân Hà. Chẳng mấy chốc ông đã trở thành một nhà tiên tri, một vị thần vĩ đại. Theo thời gian, Harry Seldon đã trở thành tín ngưỡng quan trọng của người dân nơi đây với các nghiên cứu tôn giáo dựa trên khoa học. Tuy nhiên, khủng hoảng và tương lai bất định vẫn đang tác động đến người trên hành tinh này và toàn bộ đế chế Thiên Hà. Mình thực sự rất thích bối cảnh trong trailer của Foundation có một logic triết học nhân quả tuần hoàn về việc gà đẻ ra trứng hay trứng đẻ ra gà. Ngoài ra, thuyết tiên tri của Harry Seldon cũng không được tiết lộ trước cũng được minh chứng là có ảnh hưởng nhất định đến khoa học và xã hội trong thế giới thực, được coi là nguyên lý bất định của khoa học xã hội. Nếu như có một quần thể hiểu được tất cả hành vi dự đoán trong đó, thì các hành động tập thể tự nhận thức của quần thể đó sẽ trở nên không thể đoán trước được. Nghe có hơi giống với cơ học lượng tử. Tóm lại, tiểu thuyết Foundation chứa đầy những cuộc thảo luận về sự di rời triết học như vậy. Ngoài ra còn có các trò chơi xoắn não và tranh giành quyền lực giữa các hành tinh, những suy ngẫm và châm biếm trong sự phát triển của xã hội thực tế của loài người, các vấn đề khác nhau như chủ nghĩa định mệnh và chủ nghĩa tự do, tất cả đều được Asimov lồng ghép khéo léo vào cốt truyện hóc búa vô cùng. Nói đến đây, nếu như bạn đã bắt đầu thích bộ phim Foundation, vậy thì hãy nhớ theo dõi hết loạt phim này nhé. Nhưng đây cũng là một liều thuốc cho những fan nguyên tắc đó nha. Sau khi xem đến đoạn trailer, mình cảm thấy một số chi tiết của bộ truyện đã được thay đổi rất nhiều. Nhưng mình hy vọng nó sẽ được thay đổi theo hướng phù hợp với điện ảnh và truyền hình. Và nếu như anh em có hứng thú quan tâm, mình cũng sẽ nói thêm đôi chút về Foundation. Hãy nhấn like và để lại bình luận cho mình biết nhé. Và nếu thực sự phải nói chi tiết hơn về Foundation, thì mình nghĩ sẽ phải làm thêm vài video nữa đó. Được rồi, không thể nhịn thêm được nữa, phải xem Foundation ngay thôi. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, thì mọi nỗ lực của mình coi như là xứng đáng rồi. Vừa hay thời gian giãn cách cũng đã hết rồi, vừa có Dune, giờ lại có thêm Foundation. Anh em có lót dép hóng giống mình không ạ? Đây đều là hai tác phẩm lớn của dòng phim khoa học viễn tưởng. Thời gian tới mình sẽ tiếp tục cho ra nhiều video phân tích các tác phẩm điện ảnh hay hơn nữa. Cảm ơn anh em đã đón xem và đừng quên nhấn theo dõi mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.